Chương 9. Bây giờ, Sa-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thơ để gửi cho các nhà hội thành Đa-mét, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sa-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mét, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sa-lơ, Sa-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-su mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sa-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mát. Người ở đó trong 3 ngày, chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Vả, tại Đa-mát có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sa-lơ, người Tạc Sơ, ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và các con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sa-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sa-lơ, Chúa là Giê-su này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu pháp báp têm. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Sa-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mát. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-su là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này lại đến đây để trói, họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Sa-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mát mà nói rõ rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ. Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sa-lơ, nhưng có người báo tin cho Sa-lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sa-lơ. Sau lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Sa-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Giê-su tại thành Đa-mát. Từ đó, Sa-lơ tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenic, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạc Sơ. Ene được chữa lành. Ấy vậy, hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Galilê và xứ Samari được hưởng sự bình an gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vừa giúp. Vả, Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Lida. Tại đó Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ene, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-e-rơ nói cùng với người rằng: Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-su Christ chữa cho người được lành, hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi. Tức thì người vẫn chờ dậy. Hết thảy dân ở Lida và Sa-rôn thấy vậy,
đều trở về cùng Chúa. Tại thành Giúp Bê, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Doka, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-rơ đương ở tại Lida, gần thành Giúp Bê, bèn sai hai người đi mời người đến, chớ chậm trễ. Phi-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-rơ đến chỗ phòng cao. Hết thảy các đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và dơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài. Lúc Đô Ca còn sống ở với mình, đã may cho. Phi-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện, đoạn xây lại với xác mà rằng, hỡi Tabitha, hãy chờ dậy. Người mở mắt thấy Phi-rơ bèn ngồi dậy liền. Phi-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy. Đoạn, rồi các thánh đồ và đàn bà quá đến, cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giúp Bê, nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-rơ ở lại thành Giúp Bê nhiều ngày, tại nhà người thợ thuật gia tên là Simon.